vẫn chưa chơi được nhiều lắm đúng không? Khiếp, khám phá cái hang mất con mẹ một tiếng luôn. Khiếp, chuẩn kèo. Nhưng mình phải đi bả cái quét bà kia ra. Quét quét chị này này. Goodbye forever đi đấy. Kiểu bà này bị sợ quỷ ám ấy. Thế là cậu đi vào cái lỗ đấy, cậu tìm thấy con quỷ sao? Liệu cái đấy là có phải là chia tay đối với tôi không? Đợi đã. À, bức tượng quỷ đại quỷ đã ở đấy á. Tôi biết về những cái thứ đấy. Cậu muốn biết không? Ờ... Ok, nếu mà chúng ta không biết là nó sẽ giải thích cho mình ấy. Miu đi xuống, đừng có trèo đấy. Trèo. Ánh sáng và bóng tối này. Được 20 rupee ạ. Ủa rồi, mẹ chị tốt bụng thế. Đấy là tiền tiền tiêu vật của Robbie này. Vào tháng sau à. Nhưng bây giờ là tiền tiêu vật của cậu. Nên là bác già kia có con vợ này, nó cầm hết tiền. Kiểu là cái ông Robbie kia có bà vợ này, bà cầm hết tiền. À thật đấy. Mình nghĩ là mình sẽ đi ngủ. Nhưng mấy cái giường này mình ngủ được cái sao. Tao đang ngủ được không? Không được nhiều cái như mình nghĩ đâu, nhưng mà thôi, dù sao thì cũng cũng được cái mũ hay sao nhỉ? Mẹ mày cái hang sâu như kiểu là gì? Nó không hồi là máu ra ở đây đâu kìa. Sáng rồi, chúng ta sẽ lướt. Mình sẽ đi dọc cái đường này lên trên lên đây sao ấy. Chỗ này là cái gì nhỉ? Chỗ này là cái memory sao nhỉ? Thực ra có khi mình nên đi ra chỗ Narenu một tí nhỉ. Nên là cái đường này sẽ ra chỗ Zonai ra nhỉ? Hoặc là chúng ta đi thẳng lên trên này nhỉ? Nó sẽ là cái đường ra ngoài này. Sau này nó có cái đường này. Welcome back. Không có nhiều cái hội thoại lắm nhỉ. Nên là mình có thể mình xài cái này này. Cái này là một trong những cái design khác. Chết rồi, cái đổ. Đùa, bro. Cái đi gấu phết đấy, không à? Là gì đấy? Ôi ôi, mỗi tội là nó đi nó hơi bị khó ấy. Nó rẽ nó hơi khó. Nhưng mà có một cái bánh này là nó đi cũng tương đối là ngon đấy. Tương đối là mượt ấy. Được là nó tiết kiệm pin ấy, nhưng mà nó rẽ nó hơi bị khó ấy. Nhưng mà được cái là cái xe này là chúng ta đi nhìn đường cũng rất là rõ ấy. Có khi mình nên chuyển cả hai bánh hơn nhỉ. Cái một bánh này mình cảm thấy đi nó hơi chậm ra. Hay nó kiểu nó... Đấy, thằng này cầm bảng này. Chả lẽ lại không giúp. Có khi là mình nên xây hẳn mẹ một cái luôn nhỉ. Lần trước là mình là hai cái nó đè vào nhau ra. Phải là lần trước mình design này không nhỉ? Mày bảo hiểm luôn. Yes, 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 yes. Toilet. Được chưa kìa? Thằng này ngáo à? Được cái thằng này nó cho mình đồ ăn đấy. Được. Cho tao nắm cơm thôi. 20 đồng. Nắm cơm. Hungry. Này. Pub room này, ok.
tạm được. Cảm thấy cái xe đi không sướng lắm nhỉ? Thôi chuyển mẹ cái xe khác. Mẹ tiêu xài hơi bị hoang phí đấy. Có phải là gần đây là mình dùng cái xe này không nhỉ? Chơi sao hết cái zone này rồi. Đây này, cái này đi nhanh hơn bao nhiêu luôn này. Nhưng mà cái này nó cũng dễ bị lật hơn ấy. Mình không có cái stabilizer. Mẹ cái xe. Xe này cũng như shit này. Để dùng cái mấy cái bốn bánh ấy thì nó cũng bị lật. Nhưng mà cái đấy thì đắt. Ôi, đấm chết con cáo luôn nè. Khổ thân. Phải mình đi đường nào nhỉ? Mình nên phải rẽ trái chỗ này ấy. Cái này nó cũng rẽ như dễ hơn nữa. Con này đi nhanh đấy, mẹ không là gì đâu. Chắc mình nghĩ là nó nhanh hơn ngựa. À, ngựa được cái là nó khôn. Đi theo mấy cái đường này là nó không phải điều chỉnh ấy. Nó tròn nhau gì đấy. Bây giờ để xuống đây ăn mấy cái này. Cái vấn đề của cái này là hai bánh này nó dễ bị lật đấy. Là mình lại phải điều chỉnh lại ấy. Tại chú trong tầm của anh. Lại mưa mẹ. Mưa như điên. Sáng sớm này mưa. Thể chán ơi chán. Ui. Không có đồ nào là xài luôn này. Toàn sắt thép này. Ủa mẹ. Cái này rừng nó cũng khó hơn nữa. Nên mình đi đúng đường đấy nhỉ. Nè, nó phải sai đây này. Con này lướt điên phết này, đùa đấy. Này, mỗi tuần nó không leo núi được ấy. Tự mình leo đây mày. Đằng sau này này. The backtrack. Cho nó xuống đây. Cái này dễ không đùa. Bra. Thế như cái mấy cái size này nó là mấy cái size đầu ra. Nên nó thiết kế nó rất là dễ. Mình vứt bớt mấy cái này đi. Thực ra là mình lấy cung lửa vẫn được, mẹ thế quên mất. Cái đồ rác này mình biết ngay mà. Thôi được, cái hình như đổi được cái ta, còn tốt hơn cái cung kia của mình. Hắc.
Ôi chết rồi mẹ. Ơ đùa bruh. Tắt kia thì nó lại. Vơ vỉn. Lãng xẹt rồi đấy. Mở cái đi. Mở cánh cửa trong à? Đây là cánh cửa ngoài thôi. Thực ra nó rơi lâu như này nó sẽ bị delay ấy. Vậy mình sẽ đặt ở đây này. Nó sẽ mở cái cửa kia ra không? Luôn. Rồi mình sẽ đặt ở đây này. Đặt đâu trước nhỉ? Mình sẽ đặt đây chứ. Đây, chúng ta sẽ reco lại cái kia để nó ra cái chỗ ấy. Đơn giản. Đây là mấy cái size nó thiết kế để cho đầu mà để chúng ta đi mà. Có vơ vỉn. Đấy mẹ, trời sáng rồi này, ngon, thơm phức. Chỗ này là nó có thể cho mình mấy cái để mình vượt sông ra. Chỗ này mà mẹ lượn ô tô thì ngon vãi lành luôn. Trời nó phải như này mới sướng nhé. Ôi mẹ nhìn trời như này muốn đi khám phá ghê nhỉ. Thời tiết nó phải tốt như này. Đằng kia nó có một cái gì thì sao? Hay lấy mẹ một con xe này đi máu nhỉ? Cái này là hẳn 18 luôn này này. Nó rất là đắt. Không có cái design nào nó nhỏ nhẹ hơn. Cái này là bao nhiêu? Cái này là 9 này. Cái này hình như cũng 9 rồi nhỉ? Hai bánh là 9 ấy. Cái E3 này là còn cũng 9 ấy này, 3 phát. Xong rồi suy nghĩ chúng ta đi bộ, mẹ ơi, đỡ tốn. Rồi đi tùm với con ngựa nhỉ. Đi bộ thì khổ quá. Tầm này đang đi xe quen rồi, đi bộ vất vãi lành luôn. Có khi là một cái ván với cả hai cái bánh này là có khi ra luôn một cái xe này. Mình nghĩ là mình có thể rebuild lại. Này nó rẻ hơn một tí ấy. Bốn cái bánh này nó rất là tốn, nó kiểu nó tận 18 cái ấy. Còn con Korok này. Nên là mình bảo là sử dụng cái e-bike của nó vẫn là ngon nhất mày. Đi đâu cũng được và chở mấy con này cũng dễ. Có khi mình nên gọi e-bike này nhỉ. Đôi khi là nó tiện quá ấy. Game nó mất vui. Con này thì nó bá đạo quá rồi ấy. Dùng năng lượng của nó cũng. Đang là cái chỗ này mình phải dùng. Mình đi khuân cái con Korok này. Năng lượng dùng như người mẹ.
Chỗ này có thể sử dụng mấy cái bè gỗ này. Ý của nó là nó bảo mình sử dụng cái bè gỗ để vượt sông này, nhưng mà hay có cái cuốc này. Chặt luôn. Farming hoe. Cái chụp ảnh cái cuốc này. Chả mấy khi gặp được cái cuốc này. Làm tư liệu. Được cái là cái bọn Korok này là rõ ràng nó không phải là bọn Giga này. Ở ngay bên kia sông này này. Nhỏ. Ok bro. Thực ra là hình như là giờ mẹ con này nó rơi mẹ uống nước này. Thảo rồi đấy. Nên nó tròn quá. Thực ra là có thể là sử dụng cái gỗ ra bắn qua bên kia rồi mình rico lại cũng được đấy. Được rồi, đợi tí. Nên từ để mình thử xem là nó có một cái cách khác ra. Là chúng ta buộc cái buộc một cái kiểu buộc một cái nhúm gỗ vào cái tên ấy, sau chúng ta bắn qua bên này này. Bắn tới rồi, tới rồi. Mình bây giờ mình phải bay qua bên kia. Không thì cũng không bơi qua được, lại phải phi qua. Ôi thôi toang rồi. Ôi giời ơi. Nên là mình sẽ buộc cái con này vào cái gỗ này. Và mình sẽ rico lại cũng được cái ra ấy. Nên là đây cũng là một cách này. Ôi cái này lâu quá sao nhỉ. À đấy được đấy, vẫn được đấy. Ôi mà thơm mẹ. Ảo diệu thật đấy. Lại mưa đấy, mẹ vừa nắng tí. Thật sự luôn. Mình ghét thế. Ôi chết rồi, con này nó trôi con mẹ rồi. Thôi bỏ mẹ. Come here bitch. Ôi cái sông này nó gắt thế nhỉ. Đây. Where you are friend. Ôi lại hết mưa rồi sao nhỉ. Ôi mẹ thật mẹ, cái thời tiết này ảo rồi đấy. Vừa mưa tí lại nắng ấy. Là 4 giờ chiều rồi này. Này nó có cái lều ấy này. Đừng vào đây lại cái thằng mấy thằng Giga nhá. Ui, nó xào huyệt quái vật thế này. Tôi đã gần tìm ra nó rồi, chỉ có suy nghĩ một chút thôi, cái gì đây? Cậu chắc chắn là có đủ trình đáp. Cái kho báu này là gần như là của cậu rồi, của chúng ta rồi. Đợi một chút. Prison. Này cậu, chúng tôi đang nói chuyện riêng ở đây. Cậu đã làm gì? Cậu đã ở đây bao lâu rồi? Chúng tôi đã tìm thấy cái dương trước. Nhưng mà đấy là của chúng tôi. Ý của chúng tôi là ở dưới này là đáy kể là bùn kia nhớ cái gì nhỉ? Đáy bùn à? Sâu này. Nên là không có nơi nào để đặt để kê chân này. But anyway, baby. Cái này thì có cái gì? Các chú cứ để anh. Bọn này nó không biết cách nào để lấy được kho máu đúng không? Như cậu chúng tôi đang tìm cách để giải quyết. Là treasure hunter. Chỉ thế thôi á.